1 2 3 4 1 2 3 4. Hello, xin mến chào tất cả anh em nhé. Hôm nay em lên một cái cấu hình bình dân. Giá của nó chỉ có 8 triệu rưỡi anh em nhé. Bộ cấu hình này 8 triệu rưỡi. Nhắc lại với anh em nhé, bộ cấu hình này là 8 triệu rưỡi. À, thật ra là làm nhiều cái clip ấy, nhiều anh em cứ hỏi đi hỏi lại cái giá, mà trong khi đó là giá em để ở tiêu đề, cứ hỏi đi hỏi lại. Nhắc lại với anh em là bộ này với giá 8 triệu rưỡi anh em nhé. Đấy, sử dụng một con LA650 với giá là 4 triệu 3. Con 705 thì là với giá là 2 triệu 4. Và con FX20 Flute con vang này đó, đầy đủ Bluetooth USB thì con này với giá 1 triệu 8 thôi. Đấy, và bên em sẽ chơi ngay trực tiếp trên điện thoại. Đấy, đấy, hát trực tiếp trên điện thoại. Nghe tiếng hay không anh em? Với con 650 này em đang đánh với cặp loa 40 anh em nhá. TVK15 với giá 14 triệu 500 nghìn đồng. Đấy, anh em có thể đeo tai nghe. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con. Ê cô quá mượt luôn đấy. Khi thấy mai nào lỡ vắng bên đưa. Ê cô khá là mượt. Lắm lắm trước con hàng đầu xuân sẽ về. Lấy em bay đầy trên nó mà thì con. Đấy, sử dụng Bluetooth luôn anh em nhé. Rất là dễ dàng sử dụng luôn. Anh em có thể thấy là đèn Bluetooth nhấp nhấp nháy. Buổi xuân nào của trời yên nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi, bên bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng, chồng chồng bánh trưng chờ trời sáng đỏ bấy ấy những đôi mắt. Rồi ok, quá là mượt rồi. Thì với cái cấu hình này, đây không hề cho to nhỏ trên này. Đó, anh em có thể sử dụng ngay trên này được. Đó, cho to nhỏ ngay trên cái phím này, anh em thấy không, tiện không ạ? Đó, cho to lên này. Đó. Đó. Thì ngoài ra thì anh em muốn lách bài thì anh em sử dụng cái nút này anh em nhé. Lách rất là đơn giản thôi, thấy chưa? Đó. Nó có thể là vừa lách bài vừa tăng âm lượng anh em nhé. Đó. Thì ngoài ra con này như anh em cũng đã thấy là nó có delay, repeat. Đó, anh em có thể giả lập gì vật có luôn cả chống hú anh em nhé, nhưng mà ở đây thì em không dùng, em nhả ra. Đấy, có đầu vào thì anh em có thể thấy là USB Bluetooth này, optical cổng quang. Đó, cổng mic thì có hai cổng đằng trước và đằng sau anh em nhé, rất là tiện. Nói chung là anh em sử dụng con này ghép với một chiếc âm ly, hoặc là anh em chơi con này với ghép một chiếc một cục đẩy là ok anh em nhé, ghép bộ mic không dây nữa. Và ở đây con LA650 công suất này em đang đánh một cặp bát 40 ngon lành luôn. Dư công suất anh em nhé. Cặp bát 40 ngon lành. Đó. Thì anh em có thể tham khảo với cái cấu hình này, nó chỉ có với giá là 8 triệu rưỡi thôi. Anh em nhé. Rất là đẹp, đồng bộ của lấy cái Acoustic. Đó. Thì anh em nào có nhu cầu thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với bên em. Đó. Thì ok. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video. Hẹn anh em ở clip lần sau anh em nhé.